Chào các bác nhé, thì bên em review cái mũi Taro mà thăng 440 632 UNC, 440 UNC và 832 UNC. Đó, dòng ra màu hoa nhé, số đen, đường đen chuyên cho dòng inox thép các loại. Hàng xoắn nhé. Bác nào cần tìm liên hệ 0989821010. Chuyên cho dòng hệ in. Bác nào cần thì liên hệ bên em. Em cung cấp tất cả các loại vật tư Pantaro, hệ in, hệ mét, các loại hàng chính hãng cam kết nhé, bảo chính hãng cho anh em. Anh em quan tâm thì liên hệ. Anh em chưa đăng ký kênh thì xem được video thì đăng ký kênh, bấm chữ chọn đăng ký, rung chuông chọn tất cả các video thì có video mới thì bên chuyên sẽ cập nhật cho bên anh em coi để không bỏ lỡ video, anh em xem được like và chia sẻ. Mọi chi tiết xin liên hệ Zalo. Địa chỉ tại vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai. 412 tổ 23 khu phố 3 phường Đông Bình Tân, thành phố Nhà tỉnh Đồng Nai, vòng xoay Võ Giáp cổng 11 nhé. Mọi chi tiết thì liên hệ Zalo. Anh em quan tâm thì liên hệ, bên em cung cấp tất cả các loại dụng cụ cắt gọt kim loại gia công chi tiết, cung cấp đến 80% cho các xưởng gia công cơ khí chính xác. Rất mong anh em ủng hộ. Khoan Nachi, khoan cho các sai Taro nha. Rồi, anh em đã theo dõi, anh em xem được like thì xem, đừng quên đăng ký kênh. Xin chào.